Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 27 tháng 6 năm 2017. Anton kính chào quý vị. Pháp lên tiếng vụ ông Hoàng bị trục xuất, các nhà tranh đấu thất vọng. Phải chăng nhà báo bị gài bẫy sau loạt bài viết về biệt phủ của các sếp Sở Yên Bái? Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Trong thông cáo gửi VOA hôm 26 tháng 6, Tòa Đại sứ Pháp tại Hà Nội cho biết Pháp lấy làm tiếc về quyết định của chính quyền Việt Nam tước quốc tịch Việt Nam và trục xuất giáo sư và blogger song tịch Pháp Việt Phạm Minh Hoàng. Bí thư thứ nhất Tòa Đại sứ Pháp Fabien Rignot cho biết thêm các quyền tự do ngôn luận, nhất là trên Internet, được Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị bảo đảm mà trong đó Việt Nam có tham gia. Pháp kêu gọi chính quyền Việt Nam phải đảm bảo tuân thủ các cam kết này. Các nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam cho rằng phản ứng của Pháp chưa đủ mạnh và có vẻ thờ ơ, ông Nguyễn Bắc Truyền nói. Tôi rất là thất vọng với cái sự thờ ơ của Đại sứ quán Pháp cũng như Tổng lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn về vấn đề anh Hoàng bị tước quốc tịch Việt Nam. Luật sư Lê Công Định nhận định. Phía Pháp thì thật ra họ cũng không quan tâm đến vấn đề chính trị nội bộ của Việt Nam cũng như vấn đề pháp lý. Là bởi vì đối với họ cái việc tước quốc tịch hay là trục xuất công dân của mình của chính quyền Việt Nam thì đối với Pháp đó, họ coi như đó là một nước bên ngoài thôi. Nhưng mà vì anh Hoàng đó, nguyên tắc là anh vẫn còn quốc tịch Pháp và cái thời điểm mà anh bị trục xuất đó, thì anh mà còn giữ quốc tịch Pháp cho nên phía Pháp vẫn phải tiếp nhận ảnh giống như nước mà có công dân của mình bị nước ngoài trục xuất vậy thôi. Khi đến Pháp hôm Chủ nhật, ông Hoàng nói với hãng tin AFP rằng ông rất buồn khi bị trục xuất, nhưng ông nói rằng sẽ tiếp tục con đường tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam. Công an ở tỉnh Yên Bái hôm 26 tháng 6 đã khởi tố và bắt tạm giam nhà báo Lê Duy Phong với cáo buộc là ông chiếm đoạt tài sản. Ông Phong bị bắt trưa ngày 22 tháng 6 khi bị cho là đang nhận tiền của một doanh nghiệp tại một nhà hàng. Vụ bắt ông xảy ra chỉ ít ngày sau khi báo Giáo dục Việt Nam đăng loạt bài của ông phản ánh những tiêu cực đất đai ở tỉnh Yên Bái, trong đó nói đến các tư dinh của hai giám đốc sở. Liên kết những diễn biến này, nhiều người tin rằng ông Phong bị gài bẫy, vợ ông Phong, bà Nguyễn Quỳnh Nga, khẳng định với VOA chồng mình không phạm tội. Chồng em vô tội tại vì là em tin vào thói quen cũng như tính cách lâu nay của chồng em ý, và cái sự cẩn thận, cẩn trọng trong lúc làm việc của chồng em nên là em tin chồng em vô tội. Bà Nga đưa ra bằng chứng là văn bản tường trình của một nữ nhân chứng có mặt trong suốt quá trình ông Phong đi đến và bị bắt ở Yên Bái. Nhân chứng nói vào hôm 22 tháng 6, một người tên là Hoàng Trung Thực đã cố dúi tiền vào túi quần của ông Phong dù ông bảo không nhận. Ít phút sau, công an ập vào bắt. Trong một buổi thảo luận được truyền trực tiếp hôm 26 tháng 6 trên một trang Facebook của diễn đàn Góc nhìn báo chí công dân, luật sư Bùi Quang Thu nói: trước mắt chúng ta cứ giả định là cái sự thật của vụ án là căn cứ đúng như cái bản tường trình của nhân chứng ở đây, thì rõ ràng nhà báo Duy Phong là đang không phạm tội và đang bị có dấu hiệu đang bị nghi ngờ và đang bị tạm giữ một cách oan sai. Luật sư lưu ý là nếu trước cuộc gặp hôm 22 tháng 6, ông Phong đã từng đe dọa ép buộc ông Thực rồi nhận tiền, điều đó tạo ra đủ lý do để buộc tội ông. Nhưng bà Nga khẳng định là bà chưa bao giờ thấy chồng nhắc đến người nào tên là Thực, càng không có việc liên lạc gọi điện nhắn tin qua lại với người tên là Thực. Đến đây, mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Xóm Lạc Bình Châu nằm khuất sau một rừng dương, nối với đường cái huyện bằng một con đường đất nhỏ. Đây là nơi sinh ra và lớn lên của nhiều thế hệ thợ lặng hải sâm của đất Quảng Ngãi. Nghề lặng hải sâm có một ma lực khó tả. Dù biết nó nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người ta vẫn không bỏ nghề. Những cơn tai biến áp suất dẫn đến tàn tật vĩnh viễn và những cái chết đã khá dài trong kỳ yếu nghề lạc Bình Châu. Bo bị mất vào năm 2016. Ngay từ chủ ghe họ cũng bố về do từ vô buổi chiều. Có cái nguyên nhân là bây giờ mình làm ở cái vùng biển Việt Nam mình nói chung là nó rất ít rồi.
Nói chung cái lệ đó là nó khang khang hiếm ở cái chỗ gọi là giờ làm ấy là mót qua cái giờ tàu ấy, nói chung là nhiều quá. Hồi đó là tàu nó ít người làm thì anh làm nó được lâu. Bây giờ tàu nó quá đông, cho nên làm ở nước cái xu vực Việt Nam mình là có nhiều khi bây giờ nó không đủ cái chi phí tàu lớn đi đông người. Nhưng mà làm thì ví như người ta đi tới cái nước ngoài là ta chỉ đi tới là ta biết được chắc chắn là có nhiều. Năm nay em cũng học lớp 11 nên cũng chưa có lao động được gì để kiếm thêm tiền. Bo thì cũng mất do nguyên nhân là do chưa tìm thấy sót nên cũng chưa làm giấy được, chưa làm được giấy khai tử. Người không may mắn nằm xuống, bỏ mình nơi trùng dương hoặc trở về đất liền bằng thân xác lạnh giá. Người may hơn một chút thì bị bắt, bị nhốt tù và gia đình phải chạy vay chạy mướn để chuộc về. Nhưng tiếng gọi Hải Sâm vẫn chưa ngưng lặng. Để mà chuộc anh về, thì nói chung là anh về tới nhà thì em cũng mừng chứ còn không biết nói sao ấy. Bây giờ tiền bọc thì gia đình em vẫn còn thiếu nợ nhà nước. Thì cái đây thì hầu kia thì cũng có, nhà nước thì cũng có quan tâm rồi cũng giúp đỡ. Nhưng mà nói vậy chứ còn vì tiền bọc của người dân bỏ ra thôi mới được về thôi. Chứ còn nhà nước Việt Nam mà lãnh không về thì không có. Chỉ có tiền bỏ ra tiền chuột, đáng tiền má ba rồi nhà nước lãnh về thôi. Nói chung là đi làm đây thì không nói với anh là không có bảo hiểm gì hết đấy, là tự dân mình là tự đi làm thôi chứ còn không có bảo hiểm bảo đồ gì hết, mà làm được nhiều thì ăn nhiều mà làm ít thì ăn ít thôi chứ còn không có liên quan gì tới ai. Không có hợp đồng lao động, không có hợp đồng bảo hiểm, không có bất cứ quyền lợi gì ngoài việc được chia lại với chủ tàu với một tỷ lệ rất thấp, tương đương khoảng 3% toàn sản lượng. Và khi có sự cố thì chủ tàu không có bất kỳ trách nhiệm nào với các thợ lặn. Từ tai nạn nghề nghiệp cho đến bị bắt hay bị bắn chết, chủ tàu cắt đứt mọi quan hệ với gia đình thợ lặn từ lúc xảy ra sự cố. Tôi bị bắt là nhưng mà tại đất nước Papua New Guinea, nó nhốt tù tôi là một năm. Và trong vòng một năm tôi ở tù đó thì nói chung là liên lạc gia đình không được, không có liên lạc gia đình được. Mà lâu có xa là nhưng mà cũng cho chúng tôi gọi điện thoại gì nhà một cuộc hai cuộc gì đó. Còn sau cái ngày tôi trở về là tôi ở tù, tôi hết tù ấy, trở về là tới gần một năm rồi đó. Và sau đó là nó thả ra tù là chúng tôi phải bỏ tiền máy bay đi về. Người nhà chạy chọc gì đó rồi kiếm tiền bỏ tiền máy bay. Bọn tôi về tới Việt Nam là tới ngày là mùng 5 tháng 12. Bây giờ thì còn một số người bị bắt ở New Zealand với các nước lân cận thì bây giờ cũng đang khổ cực với nó, thì bây giờ cũng trông cho nhà nước Việt Nam với các ngành các cấp rồi cũng tạo điều kiện rồi giúp đỡ cho ngư dân họ về họ làm ăn. Chứ còn bây giờ bắt với nó thì nộp tiền phạt thì cũng nộp rồi mà bây giờ cũng tới ngày về cũng chưa về được. Ngư trường Việt Nam ngày càng hiếm hải sản, xăng dầu tăng giá liên tục, giá điện cũng quá cao so với các nước khu vực. Điều này dẫn đến tình trạng giá nước đá cũng tăng và chi phí đánh bắt xa bờ đội lên rất cao. Lặng Hải Sâm không tốn chi phí mua nước đá bởi chỉ cần ướp bằng muối và thời gian ướp có thể kéo dài trên 3 tháng. Chấp nhận mọi rủi ro để ra vùng biển nước ngoài bắt trộm hải sâm giống như một giải pháp tình thế để chống thua lỗ của người thợ lặn. Vì chi phí thì thấp, thời gian đánh bắt kéo dài và lợi nhuận thì cao. Hải sâm, một canh bạc ly kỳ và mạo hiểm. Trái ngược với mọi năm, mùa thi năm nay cánh cổng các trường đại học bỗng thiếu đi bóng hình sĩ tử. Các trường đại học sẽ lấy kết quả điểm thi tốt nghiệp phổ thông trung học để xét tuyển. Việc thi tốt nghiệp được tổ chức ở các trường mà các em đang học nên không khí thi cử cũng nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, các nội dung thi cử, nói như lời cô giáo Nguyễn Thị Tiến, vẫn làm các em căng thẳng. Thì giờ mình thấy nè, quá nhọc nhằn, ví dụ cái đề thi đổi mới năm nay năm 2017. Là sao? Học sinh thi là cái lịch thi nó dày đặc luôn. Mỗi một cái môn, tất cả đều thi trắc nghiệm hết. Chỉ có môn ngữ văn là thi tự luận thôi. Mỗi một môn là cách nhau là 40 phút. Nghĩa là sau khi học sinh thi cái môn thứ nhất xong 40 phút thì học sinh nộp bài lên và quay trở về để mà nhận tiếp đề và đánh tiếp trắc nghiệm. Nhưng mà ngày xưa trắc nghiệm thì nó chỉ có 40 câu thôi. Nhưng bây giờ nó lên tới 50 câu.
rồi thậm chí có môn là gần 150 câu luôn. Đó, ví dụ như môn sử địa. Nên thi trắc nghiệm này thì cái môn bên khoa học á, bên khoa học xã hội á, nó có cái lợi thế hơn. Là vì môn sử địa nó cách nhau một cái khoảng thời gian xa, nó không có đánh trắc nghiệm, nhưng mà nó không có cái sự đầu tư tính toán. Trong khi các môn tự nhiên, vật lý, hóa học hay là toán thì anh có phải sự tính toán thì anh mới đánh được, nhưng chỉ 40 phút sau anh nộp. Giáo viên còn chóng mặt chứ đừng nói tới học sinh thi. Đâu chỉ giáo viên và thí sinh chóng mặt mà phụ huynh như ông Lê Quốc Hùng chờ bên ngoài cũng căng thẳng. Trước khi đến trường đến thăm con á, đến đón con thì bây giờ thì cha mẹ mình về hồi hộp rồi. Hồi hộp cho trung con mình á, nó làm bài cho sung suốt được đầu cho mình được vui mừng thôi. Không? Cha mẹ cũng đều nào ai cũng đều lo như vậy, phụ huynh nào cũng vậy. Đó, đều tất nhiên là ngồi nhưng đều mong muốn con mình đến học cho nội đến đợt này là được thứ mấy ta? Thứ hai rồi, ngày thứ hai rồi không? À, ngày thứ hai rồi qua cầu cho con mình làm bài cho nó suốt rồi cho nó xong mình cha mẹ mình về khi mà con mình ra trường á, ra lớp mình vào con mình làm bài được, con trả lời được thì mình vui mừng, đều ăn đều cha mẹ vui nào vừa phấn khởi. Là kỳ thi thuộc loại 2 trong 1, vừa dùng để xét tốt nghiệp trung học, vừa để các trường đại học tính toán đầu vào tuyển sinh, nên độ khó của các bộ đề dàn trải theo kiểu để thí sinh có thể đạt ngưỡng tốt nghiệp đại trà, đồng thời phải có độ khó cho xét tuyển. Do vậy khiến thí sinh dễ mất tinh thần trong thời gian làm bài thi nếu vấp phải nhiều câu hỏi khó lúc đánh trắc nghiệm. Thí sinh Nguyễn Trọng Nghiệm chia sẻ. Thi hôm nay thì em thấy là đề nó hơi dài hơn là đề lý thì nó hơi dài hơn là so với mấy cái đề kia. Còn đề còn môn hóa thì đề cũng khá dễ. Còn thời gian nghỉ hơi ít, chỉ có 10 phút mỗi môn. Làm xong một môn hơi nhức đầu mà hơi với lại làm tới môn cuối hơi nản, không có muốn làm tiếp. Thí sinh Lê Hoàng Khanh tếu táo chê chữ rằng kỳ thi này em có thể tốt nghiệp, nhưng vào đại học thì đó là trường sa, nơi Trung Quốc đang xâm lược Việt Nam. Vì thời gian ôn bài không có đủ để làm bài 3 môn cùng lúc vậy. Nhưng mà có cho khoảng thời gian nghỉ nên cũng khá là dễ. Khá là dễ hiểu, nhưng mà đề lý thì có nhiều câu phân hóa quá. Thì em nghĩ là chắc em sẽ đậu vào trường sa. Mùa thi rồi cũng đi qua, nghe đâu mùa thi năm sau, các trường đại học được tự do tuyển sinh mà không phải chịu khung điểm sàn mà Bộ Giáo dục ấn xuống cho các trường. Bộ đề thi tốt nghiệp mùa 2018 sẽ thêm các nội dung của lớp 11 chứ không chỉ lớp 12 như năm nay. Và sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng Trung Quốc và là khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, ông Lưu Hiển Ba vừa được đưa ra khỏi nhà tù hôm thứ Hai 26 tháng 6 để chữa bệnh. Luật sư của ông Lưu cho biết ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối hồi tháng trước và đang được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Liêu Ninh thuộc miền Đông Bắc Trung Quốc. Ông Lưu, 61 tuổi, bị kết án 11 năm tù vào năm 2009 về tội xúi dục lật đổ chính quyền sau khi ông soạn thảo hiến chương số 8 kêu gọi dân chủ đa đảng và tôn trọng nhân quyền ở Trung Quốc. Năm 2010, Ủy ban Nobel ở Na Uy trao giải Nobel Hòa Bình cho ông Lưu, vinh danh tinh thần đấu tranh can trường bất bạo động của ông cho quyền cơ bản của con người ở Trung Quốc. Việc này khiến chính phủ Trung Quốc càng thêm phẫn nộ. Ủy ban Nobel suốt nhiều năm qua đã kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho ông Lưu Hiển Ba. Lực lượng cứu hộ được lệnh di tản khỏi nơi xảy ra vụ lở đất chết người tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Tân Hoa Xã cho biết Văn phòng An toàn Lao động tỉnh đã ra lệnh sơ tán vào sáng thứ Hai sau khi radar phát hiện có sự dịch chuyển ở phía sườn đồi, nơi xảy ra vụ lở đất lớn hôm thứ Bảy, chôn vùi nhiều ngôi nhà tại ngôi làng miền núi Xin Mô. Hơn 3.000 người đã làm việc không ngừng nghỉ để tìm kiếm những người sống sót dưới các tảng đá và những đống đổ nát. Tới nay có 10 thi thể được tìm thấy, 93 người còn mất tích. Đến đêm Chủ nhật, chỉ có 3 người, một cặp vợ chồng và đứa con sơ sinh của họ được giải cứu sau khi một núi đá đổ xuống phá hủy ít nhất 40 căn nhà.
Nhà chức trách cho biết vụ lở đất là do mưa lớn và các lớp bùn dày cùng những đống đổ nát gồm cả đá chặn một đoạn sông dài 2 km và một đoạn đường dài 1,6 km. Lở đất là một mối nguy thường gặp ở các vùng nông thôn và miền núi non của Trung Quốc, đặc biệt sau những trận mưa lớn. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói ông tự tin rằng các quyền lợi của Ấn Độ và Hoa Kỳ ngày càng hội tụ về một điểm. Trong bài đăng trên tờ Wall Street Journal nhân chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Modi bày tỏ sự lạc quan về đà tăng trưởng kinh tế và tăng cường thương mại song phương. Tại cuộc gặp với các giám đốc điều hành doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ và kiều bào Ấn Độ hồi cuối tuần, Thủ tướng Ấn ca ngợi những lợi ích của việc làm ăn ở Ấn Độ, nơi mà ông nói có sự can thiệp tối thiểu của chính phủ khiến công việc kinh doanh dễ dàng hơn. Ông Modi gặp Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc ngày 26 tháng 6. Hai chính phủ đang làm việc để ra một tuyên bố chung về cuộc chiến chống khủng bố. Như ông Trump, ông Modi trước khi tham chính từng là một nhà kinh doanh. Dự kiến ông Modi sẽ gặp một số giám đốc điều hành của Mỹ thương lượng một thỏa thuận để đặt mua 22 máy bay không người lái, không vũ trang MQ-9 cho Hải quân Ấn Độ để tuần tra hàng hải. Và có thể điều đình với công ty Lockheed Martin và Tata Advanced System để sản xuất máy bay chiến đấu F-16 tại Ấn Độ. Vào ngày 24 tháng 6 vừa qua, tại thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia, một chương trình hòa nhạc mang tên cố nhạc sĩ Đỗ Thế Việt đã được cộng đồng người Việt tổ chức. Ngoài mục đích tri ân và tưởng nhớ tới một trong những nhạc sĩ tài hoa, chương trình cũng là dịp để giới thiệu kỹ thuật giảng dạy và luyện tập mới với đàn dương cầm đem lại hiệu quả cao do người bạn đời của cố nhạc sĩ Nguyễn Thị Học Thuyền trực tiếp nghiên cứu và thí điểm thực hiện trong những năm qua. Mời quý vị theo dõi ghi nhận của VOA Việt ngữ. Được tổ chức tại một nhà thờ nhỏ nằm trên địa bàn thành phố Fulton, tiểu bang Virginia, buổi hòa nhạc có được cái không khí ấm cúng thân tình của gia đình và những người quen thân lâu năm. Đây thực sự là một dịp gặp mặt hiếm có của những nghệ sĩ, nhạc sĩ đã có nhiều năm hoạt động âm nhạc tại hải ngoại. Tham gia biểu diễn trong chương trình là những bạn trẻ thuộc thế hệ thứ ba sinh sống tại Mỹ và điều đặc biệt là phần lớn mới chỉ theo học dương cầm chưa tới một năm trở lại đây. Con học đàn với bài, con đi học trường và con vẫn có bài nhiều bài làm, nhưng mà khi mà con học với bà và cái phương pháp của bà, con đánh đàn vẫn được. Mặc dù không chuyên và chỉ theo học dương cầm trong thời gian gần đây, nhưng có thể nhận thấy các bạn trẻ tham gia trình diễn trong buổi hòa nhạc đã có thể tự tin thể hiện nhiều tác phẩm yêu cầu kỹ thuật cao của Chopin, Mozart và Beethoven. Có được điều này là nhờ vào phương pháp đơn giản hóa của nghệ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thuyền, vợ cố nhạc sĩ Đỗ Thế Việt, tức là không dùng cách đọc và ghi nhớ nốt nhạc theo truyền thống. Một phương pháp đã được hai ông bà nghiên cứu hơn 60 năm trước tại Paris, Pháp. Cái ảnh hưởng của nhà tôi trên tôi là cái cách nghe. Nhà tôi nghe hết sức hay, mà nhà tôi nghe hết sức đúng nhịp, mà hết sức hay. Thành ra là cái cảm giác đó là nó cần thiết lắm. Mà bây giờ tôi dùng nó mà để cho tiếp tục trong, áp dụng trong cái phương pháp mới của tôi rồi. Nhạc sĩ Đỗ Thế Việt là một trong những nhạc sĩ nổi danh tại miền Nam Việt Nam từ những năm 1950. Năm 1952, ông tốt nghiệp bộ môn vĩ cầm tại Trường Quốc gia Nhạc viện Paris. Đến năm 1958 khi trở về nước, nhạc sĩ Đỗ Thế Việt dạy vĩ cầm rồi làm giám đốc Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Ông cũng là một nhạc trưởng của dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn khi đó. Ông qua đời năm 1970 tại Sài Gòn. Sự cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi các nhà sản xuất ô tô phải liên tục tìm kiếm cách cắt giảm chi phí mà không ảnh hưởng đến an toàn và các tiêu chuẩn khác. Một trong những phạm trù có thể cải tiến là sản xuất thân xe nhẹ hơn nhưng vẫn đủ kiên cố để bảo vệ hành khách. Phóng viên của đài VOA đã đến thăm Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia NIST ở ngoại ô Washington, nơi mọi thứ bắt đầu với những phương pháp kiểm tra kim loại mới. Mời quý vị theo dõi. Tất cả các xe ô tô bán tại Mỹ phải trải qua một cuộc kiểm tra nghiêm ngặt về va chạm tai nạn. Các bộ phận tạo thành thân xe được làm bằng kim loại, được cắt và tạo hình bằng khuôn dẹp đặc biệt và hàn lại với nhau bằng robot. Các nhà nghiên cứu của NIST nói rằng
những bộ phận này có thể được làm nhẹ hơn mà không ảnh hưởng đến độ kiên cố của chúng nếu kiểm tra vật liệu nghiêm ngặt hơn. Thử nghiệm của các hãng ô tô khá đơn giản, kiểm tra độ căng và các thứ tương tự. Chúng tôi đã phát triển các phương pháp thử nghiệm thế hệ tiếp theo, phức tạp và thực tế hơn để mô phỏng các cách vật liệu phản ứng trong khi đang được chế tạo hoặc sử dụng. NHTSA đang giúp ngành công nghiệp ô tô Mỹ lựa chọn và sử dụng các vật liệu nhẹ, tiên tiến cho xe hơi, tiết kiệm tiền và tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Trong phòng thí nghiệm ô tô trọng lượng nhẹ, các tấm kim loại mẫu được sơn trắng rồi phun nhẹ các đốm đen lên trên. Chúng tôi có thể biến dạng vật liệu ở giữa một cách rất phức tạp, theo cách có thể xảy ra trong khuôn khi chúng được kéo giãn và dồn lại để làm miếng cản sốc hoặc mui xe. Nhưng chúng tôi cũng có thể biến dạng nó, ví dụ như có mối han ở đó hoặc một góc nào đó và xem nó phản ứng ra sao trong môi trường phức tạp hơn. Các camera có độ phân giải cao đo sự di chuyển của các đốm đen khi mẫu bị kéo căng. Cách này cung cấp nhiều thông tin hơn so với phương pháp cũ, chỉ đo độ căng giữa hai điểm. Để cho bạn một ví dụ nhé, nếu họ tin rằng một vật liệu có thể biến dạng khi căng ra khoảng 20%, nếu nó thực sự có thể biến dạng khi căng đến 22% và họ không thể đo được, thì điều đó hết sức quan trọng đối với họ, bởi vì một mảnh vật liệu có thể biến dạng thêm một chút thôi đối với họ trị giá đến hàng triệu đô la. Các nhà khoa học cho biết, kể từ khi họ chế tạo được các máy thí nghiệm mới, ngày càng có nhiều nhà sản xuất và cung cấp đến kiểm tra không chỉ kim loại, mà cả các hợp chất polymer được gia cố bằng sợi. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của Đài VOA. Đầu tiên là chương trình học tiếng Anh cơ bản Let's Learn English. Các giáo viên dạy tiếng Anh Mỹ đã soạn thảo khóa học này cho những người mới bắt đầu. Khóa học sẽ kéo dài trong 52 tuần, mỗi tuần sẽ có một bài học mới cho thấy cuộc sống của giới trẻ Mỹ. Bài học giúp trau dồi kỹ năng nói, viết và từ vựng. Ngoài ra, VOA cũng sẽ có các bài thực hành có thể in ra bảng đánh giá và kế hoạch học tập cho cá nhân và giáo viên dạy tiếng Anh. Xin tìm hiểu thêm chi tiết trên trang web của VOA tại voatiengviet.com. Hello! People from all over the world come to Washington, D.C. When I'm at work, I love eating lunch outside. I like to watch people walking by. They all look very different. Today, my friend Ashley is eating lunch with me. Ashley, today the weather is beautiful, isn't it? Yes, it is. Ooh, we have to return to work. No, we have time. Let's people watch a little more. Okay. The weather is beautiful, isn't it? Now you try it. Yes, it is. Now you try it. Oh, I know her. She works in my office. Kiana, hi. Come and join us. Hi, Anna. How are you? I'm doing great. Kiana, this is my friend Ashley. Hi, Ashley. We need to return to work, but the weather is beautiful and people watching is fun. I love people watching too. Well, have a seat. It is fun to see how people are different or the same. It is. For example, Anna, you are tall, but Ashley and I are short. And Kiana, you and Ashley have brown eyes. I have blue eyes.
You two have black skin and I have dark skin. Ashley, you have straight hair. Kiana and I have curly hair. You have very curly hair, Anna. I need to return to work. See you, Anna. Nice to meet you, Ashley. Bye, Kiana. Anna, I have to go too. Are you returning to work? I still have time. In this sun, I feel so good. Anna, what does your boss look like? She is short. She has straight, light hair. Does she wear glasses? Yes. Yes, she does. Is she wearing a blue sweater today? What does she look like? Now you try it. She is short. She has straight hair. Now you try it. How do you know that? She's coming this way. Oh no, hide me! Bye, Anna. Call me later. Bye, Ashley. Talk to you later. Anna, is that you? Ms. Weaver, hi. What are you doing behind that bench? I am looking for my stick. Here it is. I am people watching. Oh, but it's time to return to work. No need to hurry. I love people watching too. Let's sit. Sure. It's a beautiful day, isn't it? Yes. Yes, it is, Miss Weaver. People watching in DC is fun. It makes me forget the time. Until next time. Welcome to the Voice of America's News Words. Here is a story about U.S. Vice President Joe Biden's recent trip. He was meeting with the President of Turkey. Facilitate. This is their first meeting since the Vice President alleged in a speech last month that Ankara helped facilitate the rise of the extremist group by allowing foreign fighters to cross into Syria from Turkey. The comments outraged Turkey's president. Facilitate means to help cause something to happen or to make something easier. This can be seen as a good or a bad thing. In our story, the U.S. had accused Turkey of helping an extremist group. Now, the next time you hear facilitate, you will know what this news word means. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@gmail.com. Anton xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.